Bạn đang đến với kênh YouTube Báo Việt Nam Net. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những tin chính đáng chú ý. Ngày 29 tháng 9, Israel đã không kích vào các khu vực do nhóm vũ trang Houthi kiểm soát ở Yemen. Những vụ nổ lớn đã làm rung chuyển Yemen khi Israel trả đũa các cuộc tấn công bằng tên lửa của Houthi, nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn. Lực lượng phòng vệ Israel IDF đã lên tiếng xác nhận và cho biết cuộc tấn công vào Yemen được triển khai dựa trên hoạt động tình báo rộng lớn và có sự tham gia của hàng chục máy bay. Telegraph dẫn tuyên bố của IDF, mục tiêu bao gồm các nhà máy điện và một cảng biển được sử dụng để nhập khẩu dầu mà Houthi đã sử dụng để chuyển vũ khí của Iran đến khu vực. Trong tháng này, Houthi đã phóng 3 tên lửa đạn đạo vào miền Nam và miền Trung Israel, cùng với hàng loạt máy bay không người lái UAV, mà trong số này, ít nhất 2 UAV đã vượt qua được hệ thống phòng không của Israel. Houthi, lực lượng kiểm soát thủ đô Sana'a của Yemen vào năm 2014 và được Iran hỗ trợ mạnh mẽ cả về tài chính lẫn vũ khí, còn nhiều lần tấn công vào các tàu thuyền bị cho là có liên hệ với Israel đi qua Biển Đỏ trong hơn một năm qua. Theo Houthi, hành động tấn công nhằm thể hiện tinh thần đoàn kết với phong trào Hồi giáo Hamas giữa lúc quân đội Israel triển khai chiến dịch quân sự ở dải Gaza. Từ tháng 1 năm nay, Anh và Mỹ đã bắt đầu tiến hành chiến dịch không kích nhằm vào các mục tiêu của Houthi với mục đích ngăn chặn nhóm vũ trang tấn công các tàu thuyền. Còn vào tháng 7, lần đầu tiên Israel đã tấn công trực tiếp Yemen để đáp trả cuộc tấn công bằng UAV của Houthi vào Tel Aviv. Đáng nói, cuộc không kích mới nhất của Israel vào Yemen ngày 29 tháng 9 diễn ra đúng thời điểm giới chức Israel thông báo đã có một cuộc tấn công trên bộ có giới hạn vào miền nam Liban với sự tham gia của lực lượng đặc nhiệm Israel. Truyền thông Israel cũng đưa tin, các xe tăng của nước này đang tập trung ở biên giới với Liban. Điều này cho thấy quy mô cuộc tấn công trên bộ có thể sắp được Israel mở rộng. Theo các quan chức Israel, mục tiêu chính là đưa khoảng 60.000 công dân di rời từ phía Bắc trở về nhà. Song, các nhà phân tích cho rằng, quyết tâm của Israel sẽ không thực hiện được nếu Israel không đưa quân đội vào miền nam Liban. Trên thực tế, nhóm vũ trang Hezbollah ở Liban đã liên tục bắn phá các cộng đồng biên giới của Israel với hơn 8.000 quả đạn pháo được phóng đi kể từ tháng 10 năm ngoái. Việc không kích Yemen đã khiến quân đội Israel cùng lúc tấn công trên 3 mặt trận nhằm vào các lực lượng ủy nhiệm của Iran, bên cạnh nhóm Hezbollah ở Liban và Hamas ở dải Gaza. Trong đêm 28 tháng 9, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã cảnh báo Iran và các lực lượng được Tehran hậu thuẫn rằng Israel sẽ đáp trả mọi cuộc tấn công trong tương lai vào lãnh thổ quốc gia. Ông Netanyahu nói, không có nơi nào ở Iran hay Trung Đông mà cánh tay dài của Israel không thể với tới. Chuyên gia Thomas Junot tại Đại học Ottawa nhận định, còn quá sớm để đánh giá tác động từ cuộc không kích của Israel vào các mục tiêu của Houthi. Ông Junot chia sẻ với Telegraph, Israel dường như muốn gửi thông điệp tới Houthi rằng, bất kỳ cuộc không kích nào vào Israel đều sẽ phải đối mặt với hành động phản công mạnh mẽ hơn. Israel có hỏa lực mạnh hơn nhiều so với Houthi, do đó họ muốn báo hiệu với Houthi rằng nhóm vũ trang sẽ phải trả cái giá lớn hơn nhiều. Cuộc không kích của Israel vào Yemen còn diễn ra đúng thời điểm Beirut đang chuẩn bị cho lễ chôn cất thủ lĩnh tối cao Hezbollah, Hassan Nasrallah. Ông Nasrallah đã thiệt mạng trong cuộc không kích quy mô lớn của Israel vào thủ đô Liban trong đêm 27 tháng 9. Nhiều chuyên gia lo ngại đám tang của thủ lĩnh này sẽ làm gia tăng căng thẳng ở thủ đô Liban và có thể dẫn đến xung đột lớn hơn giữa Hezbollah và Israel. Thưa quý vị, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã nổi giận với Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant do chỉ tới phút cuối, ông mới biết Israel sắp ám sát thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah. Đây là thông tin được tờ Jerusalem Post công bố. Trước đó, thủ lĩnh tối cao của Hezbollah Nasrallah đã thiệt mạng trong đợt không kích quy mô lớn của Israel vào một tòa nhà ở Beirut của Liban trong tối ngày 27 tháng 9. Lực lượng phòng vệ Israel tuyên bố, ngoài ông Nasrallah, 20 sĩ quan cấp cao của Hezbollah cũng đã thiệt mạng. Hiện con số thương vong của dân thường trong vụ việc chưa được công bố. Mỹ đã ngay lập tức phủ nhận mọi vai trò trong vụ tấn công của Israel. Tổng thống Joe Biden cho hay, ông không biết Israel đã lên kế hoạch cuộc tấn công. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Austin nói rằng ông không được cảnh báo trước và chỉ nói chuyện với người đồng cấp Israel Yoav Gallant khi chiến dịch thực sự đã diễn ra. Dẫn lời các nguồn tin giấu tên, tờ Jerusalem Post ngày 29 tháng 9 cho biết ông Austin đã tức giận vì Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant không thông báo trước. Theo tờ báo, Bộ trưởng Quốc phòng Austin và ông Gallant đã nói chuyện qua điện thoại hơn 125 lần kể từ khi xung đột giữa Israel và Hamas bùng nổ vào năm ngoái. Do đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã mất bình tĩnh với ông Gallant liên quan tới vụ ám sát thủ lĩnh Nasrallah do thời gian thông báo trước quá ngắn.
trong một bản ghi âm cuộc điện thoại khác với ông Gallant vào ngày 28 tháng 9. Lầu Năm Góc cho biết, Bộ trưởng Austin đã nhấn mạnh Mỹ quyết tâm ngăn chặn Iran cùng các đối tác và lực lượng ủy nhiệm được Iran hậu thuẫn, lợi dụng tình hình hoặc mở rộng xung đột. Axios đưa tin, Bộ trưởng Austin đã nói rõ Mỹ vẫn giữ lập trường bảo vệ các lực lượng và cơ sở của Mỹ trong khu vực cũng như cam kết bảo vệ Israel. Thủ lĩnh Nasrallah thiệt mạng chỉ vài giờ sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bác bỏ đề xuất ngừng bắn do Mỹ và Pháp đưa ra, trong đó kêu gọi Israel ngừng các cuộc tấn công vào Liban trong vòng 21 ngày để tạo điều kiện cho hoạt động đàm phán giữa Tây Jerusalem và Hezbollah. Theo giới chức Mỹ và phương Tây, ông Netanyahu đã đồng ý với đề xuất này vài ngày trước đó, nhưng đã đột ngột rút lại quyết định và tuyên bố sẽ tiếp tục tấn công toàn lực vào Liban. Trước đó, hai quan chức của Mỹ tiết lộ, Washington nhận thấy khả năng xảy ra một cuộc tấn công trên bộ có giới hạn vào Liban khi Israel di chuyển lực lượng đến biên giới phía bắc đất nước. Hãng tin CNN dẫn lời một trong hai quan chức của Mỹ ngày 28 tháng 9 cho biết thêm. Đánh giá mới của Washington dựa trên việc Israel điều động binh sĩ và cho dọn sạch các khu vực ở gần biên giới với Liban. Tuy nhiên, hai quan chức Mỹ này lưu ý, theo Avis gần như vẫn chưa có quyết định cuối cùng về việc có thực hiện chiến dịch tiến đánh trên bộ và nước láng giềng phía Bắc hay không. Trước đó ngày 28 tháng 9, phát ngôn viên của lực lượng phòng vệ Israel Peter Lerner cho hay quân đội nước này đang chuẩn bị cho khả năng tiến hành một cuộc xâm chiếm trên bộ, nhưng đó chỉ là một trong các phương án đang được cân nhắc. Mục tiêu đã nêu của Tel Aviv là đưa hơn 60.000 cư dân trở về nhà của họ ở miền Bắc Israel giáp với Liban. Thưa quý vị, ông Hashem Safedin, từng là người đứng đầu Ủy ban điều hành của Hezbollah, là anh em họ của cố thủ lĩnh Sayed Hassan Nasrallah, nhân vật đã thiệt mạng hôm 27 tháng 9 trong cuộc không kích của Israel. Kênh truyền hình Al Arabiya của Ả Rập Xê Út dẫn lời các nguồn tin cho hay, Hội đồng Shura, cơ quan ra quyết định tối cao của Hezbollah, đã bổ nhiệm ông Hashem Safedin làm tổng thư ký mới của Đảng Hồi giáo dòng Shiite này, có trụ sở tại Liban. Ông Safedin từng là người đứng đầu Ủy ban điều hành của Hezbollah. Ông là anh em họ của cố thủ lĩnh Sayed Hassan Nasrallah, nhân vật bị thiệt mạng hôm 27 tháng 9 trong cuộc không kích của Israel vào phía nam thủ đô Beirut. Ông Safedin có mối liên hệ tôn giáo và gia đình mật thiết với Iran. Con trai ông là hôn phu của con gái tướng Qasem Soleimani, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm của Iran, người đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Mỹ tại Iraq vào năm 2020. Khác với ông Nasrallah, người sống ẩn dật trong nhiều năm, ông Safedin gần đây thường xuyên xuất hiện công khai tại các sự kiện chính trị và tôn giáo. Với phong thái điềm tĩnh, ông Safedin đã có những bài phát biểu hùng hồn trong các lễ tang của những chiến binh Hezbollah đã chết trong một năm qua do các cuộc đụng độ với Israel. Thông tin về việc bổ nhiệm ông Safedin vẫn chưa được công bố chính thức. Từ ngày 23 tháng 9, Israel đã phát động chiến dịch tấn công mang tên Northern Arrows, tạm dịch là mũi tên phương Bắc, nhằm phá hoại cơ sở hạ tầng quân sự của phong trào Hezbollah, thực hiện những cuộc không kích quy mô lớn trên khắp Liban, nhắm mục tiêu vào hàng chục khu định cư ở phía nam và phía đông nước này. Hãng Reuters dẫn các nguồn tin trong khu vực cho biết, lãnh tụ tối cao của Iran, Ayatollah Ali Khamenei, đã được chuyển đến địa điểm an toàn với an ninh được siết chặt. Động thái này diễn ra sau khi Israel tuyên bố đã tiêu diệt thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah trong cuộc tấn công vào phía nam Beirut. Iran đang tích cực liên lạc với Hezbollah và các lực lượng đồng minh khác trong khu vực để xác định phản ứng tiếp theo. Trong khi đó, một nguồn tin thân cận với Hezbollah cho biết các cuộc không kích của Israel đã săn phẳng 6 tòa nhà. Đây là cuộc tấn công nặng nề nhất nhắm vào Beirut trong gần một năm xung đột giữa Hezbollah và Israel. Ngày 29 tháng 9, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammed Bagher Ghalibaf đã kêu gọi các cơ quan lập pháp và chính phủ của các quốc gia Hồi giáo có lập trường răn đe đối với Israel để ngăn chặn các hành vi vi phạm luật pháp quốc tế và nhân quyền trong tương lai. Trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Liban Nabi Berri, ông Ghalibaf đã bày tỏ sự thương tiếc đối với thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah, người đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel vào vùng ngoại ô Dahiyeh ở thủ đô Beirut vào hôm 27 tháng 9. Theo hãng thông tấn chính thức RNA của Iran, cuộc tấn công này cũng đã cướp đi sinh mạng của một chỉ huy cấp cao thuộc lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, Abbas Ninforosan. Ông Ghalibaf nhấn mạnh sự cần thiết phải có phản ứng phối hợp từ các quốc gia Hồi giáo, nói thêm rằng
chúng ta phải tạo ra sự răn đe và theo đuổi các hành động pháp lý để đảm bảo chấm dứt các hành vi vi phạm của Israel. Ông mô tả thủ lĩnh Nasrallah là một học giả vĩ đại và là một chỉ huy có tầm ảnh hưởng. Đánh giá cái chết của ông Nasrallah là một mất mát đáng kể đối với cả Hezbollah và cộng đồng Hồi giáo. Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa tái khẳng định sự ủng hộ của Mỹ đối với quyền tự vệ của Israel trước Hezbollah, Hamas, Houthi và bất kỳ nhóm khủng bố nào được Iran hậu thuẫn. Theo hãng tin Reuters, ngày 28 tháng 9, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gọi việc hạ sát thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah là một biện pháp công lý cho nhiều nạn nhân, bao gồm hàng ngàn người Mỹ, Israel và thường dân Liban. Trong một tuyên bố đưa ra một ngày sau khi ông Nasrallah thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel, ông Biden tái khẳng định sự ủng hộ của Mỹ đối với quyền tự vệ của Israel trước Hezbollah, Hamas, Houthi và bất kỳ nhóm khủng bố nào được Iran hậu thuẫn. Ông đã chỉ đạo Bộ trưởng Quốc phòng tăng cường thêm thế trận phòng thủ của các lực lượng quân đội Mỹ ở khu vực Trung Đông để ngăn chặn các hành vi gây hấn và giảm nguy cơ chiến tranh khu vực mở rộng. Tuyên bố của Tổng thống Biden được đưa ra khi Bộ Ngoại giao Mỹ yêu cầu các thành viên gia đình của các nhà ngoại giao tại Beirut rời đi, đồng thời cho phép một số nhân viên rời khỏi. Do tình hình an ninh không ổn định và khó lường tại Beirut, cơ quan này cũng khuyến cáo công dân Mỹ rời khỏi Liban khi các phương án thương mại vẫn còn khả dụng. Trong khi đó, nhiều nước Hồi giáo đã lên án hành vi xâm phạm chủ quyền Liban của Israel khi nhà nước Do Thái tấn công vào thủ đô Beirut để giết thủ lĩnh Hezbollah. Giới chức quân sự Israel sáng ngày 28 tháng 9 thông báo rằng ông Nasrallah, người đã lãnh đạo phong trào vũ trang này hơn 3 thập kỷ, đã thiệt mạng trong một cuộc không kích nhằm vào trụ sở của nhóm này tại khu vực phía nam Beirut vào đêm ngày 27 tháng 9. Hezbollah đã chính thức xác nhận cái chết của ông Nasrallah vài giờ sau đó. Trong khi đó, quân đội Israel ngày 28 tháng 9 đã tiếp tục tiến hành không kích vào hàng chục mục tiêu của Hezbollah ở miền đông và miền nam Liban. Theo tuyên bố của quân đội Israel, không quân nước này đã tấn công các mục tiêu của Hezbollah ở khu vực Beka phía đông và các khu vực khác ở miền nam Liban. Để đáp trả, Hezbollah đã bắn rocket vào sáng cùng ngày, khiến còi báo động tên lửa vang lên khắp các khu vực miền Bắc. Tối ngày 28 tháng 9, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Liban Najib Mikati, khẳng định Cairo luôn sát cánh cùng Beirut ở thời điểm quan trọng hiện nay, đồng thời lên án mọi hành vi vi phạm an ninh, ổn định, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Liban. Thông báo của Phủ Tổng thống Ai Cập cho biết, trong cuộc điện đàm, Tổng thống el-Sisi nhấn mạnh Cairo ủng hộ lệnh ngừng bắn toàn diện, ngay lập tức và vĩnh viễn tại Liban và dải Gaza. Ông el-Sisi khẳng định Cairo tin rằng cộng đồng quốc tế phải gánh vác trách nhiệm của mình trong việc ngăn chặn hành động xâm lược của Israel đối với các vùng lãnh thổ Palestine và Liban. Theo ông, sự im lặng của cộng đồng quốc tế sẽ đẩy Trung Đông vào tình trạng leo thang nguy hiểm, đe dọa đến hòa bình và ổn định khu vực và quốc tế. Cùng ngày, Ngoại trưởng Ai Cập Bah Abdelati và người đồng cấp Iran Abbas Araghchi đã thảo luận về tính cấp thiết của việc hạ nhiệt căng thẳng ở Trung Đông để tránh để khu vực này rơi vào một cuộc chiến tranh toàn diện có thể phá vỡ an ninh và ổn định khu vực. Cuộc gặp giữa ngoại trưởng hai nước diễn ra bên lề khóa họp thứ 79 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York và chỉ vài giờ sau khi lực lượng Hezbollah xác nhận rằng thủ lĩnh nhóm vũ trang này ở Liban Syed Hassan Nasrallah đã thiệt mạng ngày 27 tháng 9 trong vụ không kích của Israel vào khu vực phía nam của thủ đô Beirut. Ai Cập cũng lên án các cuộc không kích gần đây của Israel vào Liban làm hơn 700 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương, khẳng định đây là hành vi vi phạm trắng trợn chủ quyền của Liban. Tuyên bố sau cái chết của thủ lĩnh Hezbollah, lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei nói rằng Israel đã không rút ra bài học từ cuộc chiến tội ác kéo dài cả năm ở dải Gaza và không hiểu rằng việc sát hại hàng loạt phụ nữ, trẻ em và dân thường sẽ không ảnh hưởng đến cấu trúc vững chắc của mặt trận kháng chiến và không thể làm suy yếu nó. Bây giờ họ đang lặp lại chính sách tương tự ở Liban. Ông nói, hôm nay với ân sủng và quyền năng của Thiên Chúa, Liban sẽ buộc kẻ thù tội lỗi, độc ác và đáng hổ thẹn phải ăn năn. Ông cũng khẳng định, tất cả các lực lượng kháng chiến trong khu vực đều đứng về phía Hezbollah và ủng hộ lực lượng này. Số phận của khu vực này sẽ được quyết định bởi lực lượng kháng chiến do Hezbollah cao cả lãnh đạo. Theo ông Khamenei, khi thực hiện hành động như vậy, giới lãnh đạo Israel đã thể hiện sự thiển cận của mình. Lãnh đạo tối cao của Cộng hòa Hồi giáo nói thêm rằng IDF quá yếu để có thể gây thiệt hại nghiêm trọng cho Hezbollah ở Liban. Ngày 28 tháng 9, lực lượng phòng vệ Israel tuyên bố đã sát hại Hassan Nasrallah, tổng thư ký phong trào Hezbollah của người Shiite ở Liban, trong một cuộc không kích vào trụ sở của tổ chức này ở Beirut.
Cơ quan báo chí của Hezbollah sau đó xác nhận rằng Tổng thư ký phong trào Hezbollah ở Liban Hassan Nasrallah đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel vào vùng ngoại ô phía nam Beirut. Tuyên bố cho biết, Sayyid Hassan Nasrallah, Tổng thư ký Hezbollah đã gia nhập cùng các liệt sĩ mà ông đã lãnh đạo trong hơn 30 năm. Dưới những thông tin về sự ra đi của Tổng thư ký Hezbollah, lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei đã được chuyển đến nơi an toàn với các biện pháp an ninh được tăng cường. Hamas tuyên bố thống nhất lực lượng. Phong trào Hamas của Palestine đã ra tuyên bố tiếc thương ông Nasrallah và tuyên bố thành lập một mặt trận thống nhất với phong trào Hezbollah của Liban. Tuyên bố của Hamas cho biết, chúng tôi, các thành viên của phong trào Hamas, đối mặt với tội ác và vụ thảm sát của Israel này, phải đổi mới tình đoàn kết tuyệt đối và sát cánh cùng những người anh em của Hezbollah và lực lượng kháng chiến Hồi giáo ở Liban, những người cùng với người dân của chúng tôi và lực lượng kháng chiến để bảo vệ nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa, cũng như các quyền hợp pháp của người dân chúng tôi và mong muốn tự do, độc lập và quyền tự quyết của họ. Hamas cho biết, lịch sử đã chỉ ra rằng những người lãnh đạo của kháng chiến chống lại kẻ thù Do Thái được thay thế bằng một thế hệ lãnh đạo dũng cảm hơn, mạnh mẽ hơn và quyết tâm hơn để tiếp tục đối đầu với kẻ thù Do Thái cho đến khi nó bị đánh bại và bị loại khỏi vùng đất và khu vực của họ. Thủ tướng Iraq Mohammed al-Sudani đã ra lệnh tổ chức quốc tang trên toàn Iraq trong 3 ngày để tưởng nhớ ông Nasrallah.